Xin chào mọi người đến với channel của Hưng Nguyễn. Hôm nay là ngày 2 tháng 5 2023. Bây giờ là 11:30. Mình xin cập nhật cái bảng giá Thanh Long ngày hôm nay. Thì hôm nay thì nó cũng như những ngày trước thôi, có những cái bữa bắt đầu làm lại rồi. Có giá khởi sắc thì có thể là chiều nay hoặc là ngày mai thì nó sẽ thay đổi bảng giá. Nhưng hôm nay đến giờ này thì vẫn là nằm ở cái điểm cũ. Với thanh long trắng thì nó họ phát với giá là 10, 11, 12. Đây là giá đẹp. Còn hàng sàn thì 10, 11, xin lỗi 8, 9, 10. Hàng thường thì nó là 6, 7, 8 hoặc là 5, 6, 7. Cái điểm này hàng giạc là 5 đến 4 ngàn. Còn ruột đỏ về vựa, hiện tại giờ thu mua cao nhất khu vực Bình Thuận là nó rơi vào khoảng tầm 36, 31 và 26. Đó là loại 1, loại 2, loại 3. Có nhiều cái vựa họ sẽ thu mua giá dưới là khoảng tầm 34, 29 và 24. Chia đều cho loại 1, loại 2 và loại 3. Còn có những vựa họ vẫn mua vào 35, 30 và 25. Thì ở cái điểm đây là mình nói cái điểm chung cao và thấp ha. Thì như cũng đã thông báo với mọi người là giá thanh long ruột đỏ nó tụt là vì do đâu. Thì một cái nguyên nhân nữa đó là hiện tại trên vườn rất là nhiều khu vực từ miền Tây cho đến khoảng tỉnh miền Bắc vẫn có nhưng mà ít. Nhưng mà theo mình được biết là cái lửa hàng này từ miền Tây, Tây Nguyên và khu vực Bình Thuận là những cái tỉnh lân cận, là Đồng Nai, Vũng Tàu có một cái lửa hàng mùa, dù nó ít nhưng mà đây là cái nguyên nhân để vựa họ là giảm giá, họ đè giá rất là ít. Trên vườn thì có nhiều nhà vườn chỉ được vài ví dụ như nhiều thì vài ký hoặc là vài xin lỗi ít thì vài ký thôi đó, hoặc là nếu mà chúng ta trồng ít thì vài trái là cùng thôi, nhưng mà nó vẫn cho là có hàng mùa. Thì đúng chính xác là cái hàng chọi mùa đó nó đã tới rồi, và từ đây trở đi thì cái hàng mùa bắt đầu ra nhiều hơn và chúng ta thận trọng trong việc đầu tư. Thì đầu tư vào lúc này thì cũng là mạo hiểm á. Thì mình xin cũng nói với mọi người rất là nhiều lần rồi, chúng ta chỉ để 20% thôi, 20% 20% mỗi nhà vườn như vậy là cũng khá là nhiều rồi. Còn nếu để mà hết luôn á thì cái lực dây mình nó chăm sóc nó mau xuống dây, thứ hai chúng ta sẽ tốn phân, thứ ba bán vào những cái dịp này nó hay đụng hàng lắm, thành ra là nên tận trọng đầu tư khoảng 20% trên vườn thôi để nó giảm bớt cái gánh nặng đi. Rồi Hưng Nguyễn cũng xin chào tạm biệt, chúc một cái tháng năm, đầu một cái tháng năm thật sự là thành công sẽ đến với tất cả các nhà vườn chuyên ngành về thanh long. Hy vọng bảng giá ruột đỏ nó sẽ leo thang, cũng như là ruột trắng nó sẽ leo thang để cuộc sống những người nông dân thì nó bớt khổ đi và có cái niềm động lực để chúng ta có thể giữ được cái nghề truyền thống này. Rồi tôi xin chào tạm biệt nha.